Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài là tin vui nào đang đến với bạn sau một cái thời gian bão bùng ha. Rồi bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài số 1, tụ bài số 2 và tụ bài số 3 nha. Rồi, bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 ha các bạn ha. Tin vui nào đang đến với bạn sau một khoảng thời gian bão bùng ha. Rồi, đầu tiên á, là mình sẽ thấy là sau một cái khoảng thời gian bạn rất là vất vả, bạn rất là mệt mỏi, bạn có rất là nhiều những cái vấn đề trong cái cuộc sống của bạn, nói chung là bạn nặng nề, bạn cảm thấy là bạn gọi là cô đơn, hoặc là bạn không có gặp được những cái sự may mắn trong cái cuộc sống của bạn, hoặc là kiểu như là bạn nhìn thấy những cái hạnh phúc của người khác, bạn sẽ cảm thấy bạn gọi là khao khát, bạn sẽ rất là thích, bạn sẽ rất là mong muốn. Thì ở trong cái năng lượng này nó nói rằng là sắp tới bạn sẽ có một cái cơ hội ăn mừng niềm vui với bạn bè. Và cái điều này á, trong cái cuộc ăn mừng niềm vui với bạn bè đó, nó có cho bạn một cái sự khởi đầu mới gì đó ha, sự khởi đầu mới, một cái sự làm ăn, một cái sự kết nối nào đó ha. Mà mình thấy á, năng lượng này á, đó là sẽ có rất là nhiều những cái sự may mắn đến với bạn, và bạn sẽ có một cái người giúp đỡ bạn trong cái công ăn việc làm. Mà trong cái năng lượng này á, là sẽ có rất là nhiều cái tin tức đem cái tiền bạc, hoặc là cái sự may mắn về tiền bạc, hoặc là cái quý nhân giúp đỡ bạn về tiền bạc á, sẽ đến với bạn trong cái năng lượng này nha. Thì cái năng lượng này á, mình thấy á, là cái năng lượng của gọi là sự phát triển về cái mặt tâm linh của bạn nó sẽ rất là lớn, và bạn sẽ có nhiều cái khả năng phát triển bản thân mình hơn trong cái công việc của bạn, hay là trong cái vấn đề mà bạn đang làm. Mà mình thấy là bạn sẽ có nhiều cái tin tức tích cực từ từ bạn bè hay từ ai đó đó, là mang đến cho bạn giống như là tin tức giúp đỡ mình, hay là làm cái gì đó cho cái cuộc sống của bạn, mình thấy là như vậy đó. Trong cái năng lượng này thì nó bạn sẽ rất là tự tin nè, bạn sẽ lấy lại tự tin nè, ổn định nè, bạn không còn cái năng lượng gọi là ghen tuông, hoặc là ghen với cái hạnh phúc hoặc là cái niềm vui của người khác. Mà mình thấy cái năng lượng này của bạn á, sẽ là năng lượng của sự ổn định nhiều hơn, bạn sẽ bao dung yêu thương hơn, và mình cảm thấy bạn sẽ xinh đẹp hơn nha. Trong năng lượng này là sẽ thấy bạn là xinh đẹp hơn, bạn sẽ có sự cuốn hút đối với cái người khác nhiều hơn, và bạn sẽ có gọi là sự tiến về phía trước, có nghĩa là cái con đường bạn đi á, tiếp tục tiến về phía trước, và có rất là nhiều sự may mắn nha, rất là nhiều cái sự may mắn trong cái năng lượng này. Rồi, trong cái năng lượng này á, thì mình vẫn thấy là bạn có một chuyến đi chơi, đi nghỉ dưỡng, đi biển, đi đâu đó để enjoy cuộc sống, để cảm thấy hạnh phúc, để cảm thấy vui vẻ ha. Năng lượng này á, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội để hành động, bạn có nhiều cái cơ hội để mà bạn thực hiện những cái điều bạn mong muốn. Mà năng lượng này á, là năng lượng của cái việc là hoạt động rất là nhiều, chứ không phải là ở tại chỗ nha. Là năng lượng của việc là bạn sẽ cảm thấy vui vẻ nè, bạn sẽ cảm thấy có bạn bè đồng hành nè, bạn sẽ cảm thấy bạn muốn tiến về phía trước nè, bạn sẽ cảm thấy là bạn có nhiều cái mục tiêu trong cái cuộc sống nè đó, và bạn cảm thấy là bạn rất là tự tin, và mình cảm thấy là sẽ có một cái giai đoạn mới khiến cho bản thân bạn thay đổi cái suy nghĩ, bạn sẽ trở nên gọi là vượt ra khỏi những cái tiêu cực, những cái mệt mỏi, những cái mùa đông băng giá này kia, để bạn có thể là tiến lên phía trước. Trong cái năng lượng này của bạn là sẽ khơi mở cái inner wisdom, cái gọi sự thông thái ở bên trong của bản thân mình, và bạn sẽ coi như là làm sạch cái nguồn năng lượng của bản thân. Vì vậy cho nên là bạn sẽ khai mở được rất là nhiều cái khả năng riêng của bản thân mình. Nhưng năng lượng này là mình thấy là sẽ có niềm vui ăn mừng một cái gì đó cùng với bạn bè ha, ăn mừng một cái sự khởi đầu mới, một cái niềm vui mới, một cái gì đó mới mẻ trong cái cuộc sống của bạn nha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây. Bạn xem trải bài riêng, có thể inbox giùm mình, ủng hộ cho kênh bằng cách donate với cái thông tin bên dưới nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 2.
Tụ bài số 2 của chúng ta ở đây thì mình sẽ thấy một sự đoàn tụ, một cái niềm vui tình cảm, một cái sự cam kết, một cái sự hòa thuận, một cái năng lượng của gọi là giống như là năng lượng này nó phải nói rằng là bạn sẽ vượt qua những nỗi sợ hãi để bạn trở nên thoải mái, bạn trở nên vui vẻ hơn. Và cái năng lượng này thì mình thấy là có đoàn tụ, có ăn mừng, nhưng mà ăn mừng chuyện tình cảm ha. Sẽ giống như là mình sẽ cùng nhau giải quyết những cái xu hướng, những cái suy nghĩ, nói cho nhau nghe những cái suy nghĩ ở bên trong đó. Và mình thấy năng lượng này là năng lượng rất là tốt về cái mặt tình cảm của bạn luôn nha. Cái năng lượng này là đoàn tụ nè, năng lượng này đó là vui vẻ nè, cả nhà đoàn tụ và cái đối tượng tình cảm của bạn họ muốn kết nối đi lâu dài hoặc là nhiều cái sự xây dựng cho cái mối quan hệ này hơn. Người này họ luôn để bạn trong tâm, họ nhớ đến bạn ha, họ gọi là họ vẽ hình bạn ở trong tâm, là bạn nhập vô cái tâm của họ. Cái người này á, là nhiều khi á, họ cảm thấy là có những cái sự khó khăn mà kiểu như họ chấp nhận rời bỏ quê hương xứ sở để được ở bên bạn, nó giống như kiểu như là những cái áp lực xung quanh về trong cái gia đình, trong các thứ các cái của cái người này, mà đôi khi họ nghĩ như vậy ha, đôi khi họ nghĩ như vậy. Nhưng mà có thể là bạn cứ tin tưởng đi, có thể bạn trải qua một giai đoạn nó không phải là cái thời điểm đúng lúc, nhưng mà bạn hãy tin tưởng đi. Bạn hãy lựa chọn cho mình một cái con đường, một cái sự giải thoát đi, mà mình cảm thấy là bạn sẽ có thể còn gặp thêm được đối tượng mới nữa. Bạn gặp được đối tượng mới mà bạn cũng healing, chữa lành được đối tượng cũ và bạn cũng phát triển được bản thân mình. Cái năng lượng này phải nói là bạn đang gặp may mắn, bạn sẽ gặp rất là nhiều may mắn, hoặc là bạn có bữa tiệc tùng hoặc là đi chơi rất là vui và bạn gặp được cái người soulmate, cái người này muốn kết nối với bạn, cái người này muốn đưa ra mắt bạn với gia đình, cái người này muốn đưa bạn về dinh nhé. Và bạn sẽ có những cái cuộc nói chuyện, gặp gỡ với bạn bè, nói chuyện, chia sẻ, trò chuyện các thứ, gặp người mới, hẹn hò với người mới nha. Thì trong cái năng lượng này thì mình thấy là cái việc mà tương tác kết nối tình cảm thì mình thấy là tốt nha, rất là tốt luôn nha, rất là tốt luôn. Năng lượng này thì bạn lựa chọn giùm mình ha, lựa chọn coi là người nào, người cũ hay người mới. Người nào có nghĩa là có hai người đấu trí hoặc là đấu này kia nọ nhau để mà gọi là giành lấy bạn, cũng như là thỏa thuận với nhau để mà tương tác kết nối tình cảm với bạn ha. Nói chung là mình thấy cái người này họ bạn sẽ rất là may mắn vì chuyện tình cảm và bạn sẽ rất là vui vẻ trong cái thời gian kế tiếp vì bạn được đoàn tụ hạnh phúc vui vẻ nha. Rồi ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 đây. Bạn xem cho bài riêng, có thể inbox giùm mình. Giờ mình sẽ đến với tụ bài số 3. Ok, tụ bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài số 3 ha. Rồi, cái tụ bài số 3 thì những tin vui nào đang đến với bạn sau một cái khoảng thời gian bão bùng đó là bạn sẽ có một cái sự đoàn tụ về gia đình, hoặc là kiểu như là về quê, hoặc là kiểu như là con cháu nó đến chơi, hoặc là có một cái niềm vui gì đó về gia đình, về sum họp, ví dụ như giỗ quải các thứ các cái. Và bạn sẽ có một cái cam kết tình cảm, ai đó gọi cho bạn, ai đó nhắn tin cho bạn, ai đó thổ lộ tình cảm với bạn, ai đó đòi đòi gọi là giống như là bạn sẽ có tin tức nè, tin tức từ cái người nào đó nè, nhắn tin ở xa hoặc là gửi ra cái tin nhắn cho bạn nè, người này có ôm cái tình cảm với bạn nè, và bạn nghĩ là bạn với người này là thôi hết rồi, không còn gì nữa đâu, thì cái người này lại kết nối, lại quay lại. Mà người này, một là bạn cũ, hai là bạn ngày xưa học chung, ba là cùng làm cái gì đó với nhau ngày xưa, hoặc là cũng có một cái mối quan hệ nào đó liên thông với nhau, giống như là ngày xưa cũ, hai người có một cái mối liên hệ với nhau ngày xưa cũ ha. Đó, và vui vẻ chia sẻ cái gì đó với nhau ngày xưa cũ. Thì cái năng lượng này á, mình cảm thấy là bản thân của bạn, cái nội tâm của bạn á, sẽ rất là coi như là tỏa sáng. Bạn giống như là bỏ hết những cái điều cũ, bạn sẽ không có còn bạn sẽ thắp lên cái gọi là ánh nến của niềm tin, cái sự soi sáng trong cuộc sống của bạn.
bạn sẽ không có còn focus tập trung vào sự thất vọng, bạn sẽ có sự vững vàng tươi tắn và bạn sẽ có cái sự thay đổi trong cái tâm thức cuộc sống của bạn, từ mùa đông băng giá trở thành một cái mùa xuân, mùa hè, một cái gì đó ấm áp ha. Vì vậy cho nên là mình thấy là trong năng lượng này chúng gọi là đến thời của bạn rồi, giống như là một cái cây mà được gieo trồng cái vụ mùa, cái mùa đông, cái mùa mà nó không thuận thì nó dễ chết cây, bạn mệt mỏi đó, thì bây giờ chuẩn bị đến cái thời điểm mà bạn gặt hái, bạn hạnh phúc, bạn vui vẻ, có cái có người đến tìm bạn, có người nhắn tin cho bạn, có người muốn gọi là ngưng đi cái việc mà ngưng đi cái việc im lặng với nhau đó, họ cảm thấy sao, họ theo dõi bạn, họ để ý bạn và họ thấy bạn đang chìm trong cái sự im lặng, bạn đang chìm trong suy nghĩ và bạn kiểu như là phòng thủ bản thân của mình, và bạn coi như là bạn im hơi lặng tiếng với cái người này, họ muốn tương tác và kết nối với bạn rất là nhiều. Cái tình huống mà bạn đang gặp sẽ có sự thay đổi và sẽ được tốt hơn. Bạn hãy lắng nghe trực giác của mình, hãy tha thứ. Mình thấy là có những cái cơ hội trong cái cuộc sống đang chờ đợi bạn, cơ hội học thêm một cái điều gì đó nữa ha, cái cơ hội để mà đoàn tụ, để mà hai người cùng vượt qua khó khăn trong cái cuộc sống, cũng như là cái cơ hội để mà bạn có thể nếu mà muốn đi nước ngoài hay đi đâu xa cũng có thể là được luôn. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 3 đây. Bạn xem trả bài riêng thì có thể inbox Facebook giùm mình. Còn nếu mà có đóng góp cho kênh thì có thể có thông tin bên dưới.